Mình đang đứng trước bức tượng Lạc Sơn Đại Phật, cao nhất, bự nhất thế giới luôn. Hang động xung quanh bức Phật rất là nhiều. Hiện tại mình đang đứng trước ngôi nhà tranh của Đỗ Phủ bị gió thu phạt. Mọi thứ nhà sao nè. Đây là lẩu tứ xuyên nè bạn. Ôi siêu cay luôn nè bạn, ớt quá trời nè. Đây là lẩu siêu cay. À, rớt bớt ra bạn, cay không ăn nhiều nổi. Rớt đó rồi. Múc ra được nguyên một tô ớt luôn là bạn biết cay cỡ nào. À là chế dầu vô. Rồi bỏ hành vô. Ở bên này họ ăn ruột vịt nha bạn. Đây là cái ruột của con vịt. À rồi ốc heo nữa bạn. Đây là dĩa thịt cừu chấm vô miếng lẩu cay tứ xuyên, thử góc của nó cay cỡ này các bạn. Thử nha. À, cay thế mẹ luôn các bạn. À, ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại tỉnh Tứ Xuyên, một trong một tỉnh rất là đặc biệt. Ở tại Trung Quốc thì rất là nhiều bạn biết tới cái lẩu suy chuẩn rồi các bạn, đúng không? Thì tỉnh Tứ Xuyên này thiệt sự là một trong những cái tỉnh mà nổi tiếng nhất của Trung Quốc mà người Việt Nam mình hay toàn thế giới đều biết các bạn à. Qua cái lẩu gọi là lẩu suy chuẩn, lẩu cay Tứ Xuyên các bạn. Thì cái tỉnh Tứ Xuyên này bạn thấy không khí mình đang đứng ở giữa cái trời và hôm nay là gì? Nó như Đà Lạt các bạn, là sương mù kinh khủng luôn nè. Đây là sương mù nè bạn, con một vòng nè. 360 độ. Má ơi, sương mù in xèo. Không khác gì Đà Lạt hết. Thì nhiệt độ hiện tại là bây giờ khoảng tầm 9 độ C các bạn. Đó. Thì sau lưng mình sẽ là cổng đi vô chỗ này các bạn. Hôm nay sẽ đi với bạn coi đó là Lạc Sơn Đại Phật. Cổng chỗ này nè, đi thẳng vô trong đó sẽ là Lạc Sơn Đại Phật, tượng Phật khổng lồ cao to nhất thế giới các bạn à. Được khắc lục đẽo vào trong vách đá. Thì bạn nào coi phim Phong Vân thì không lạ gì Lạc Sơn Đại Phật. Còn gọi là gì bạn? Hồi xưa bạn nghe câu trong phim Phong Vân là gì? Nước qua đầu gối Phật đúng không? À, lửa thiêu Lăng Vân Động thì Lạc Sơn Đại Phật này còn có tên gọi là Lăng Vân Đại Phật các bạn. Thì tỉnh Tứ Xuyên này, trước khi mình vô chắc mình nói sơ cho bạn biết tỉnh Tứ Xuyên này là có gì hay đặc biệt mà hôm nay mình sẽ tới đây review cho bạn xem. Thì các bạn biết á, bạn này mà coi phim Tây Quốc Diễn Nghĩa đã biết tới Lưu Bị Khổng Minh đúng không bạn? Đi vào đất Ba Thục, thì đây chính xác là đất Ba Thục các bạn, đất Thục. Nhà Thục Hán các bạn, ở trong Lưu Bị, Khổng Minh, rồi Quang Vũ, rồi Trương Phi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ không có nói về cái phim Tam Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về là thời gọi là Hán Sở Tranh Hùng, thời nhà Tần, sau đó là Hán Sở Tranh Hùng, thời Lưu Bang các bạn. Còn cái phim mà Tam Quốc Diễn Nghĩa, Khổng Minh mình sẽ dành cho video sau. Phải gọi là bạn nào sẽ nghe tới Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên đúng không bạn? Thì video sau mình sẽ nói về Thành Đô, về Tam Quốc Diễn Nghĩa, hôm nay sẽ nói về Hán Sở Tranh Hùng. Thì tại sao các bạn, thì Lưu Bang ngày xưa đi vào đất Thục này các bạn, đất Ba Thục ngày xưa là Hạng Vũ chạy vô thành Hàm Dương xong phân cho Lưu Bang đi về đất Ba Thục. Lưu Bang khóc quá trời luôn bạn, kêu trời má ơi, tỉnh có khỉ ho cò gáy, nghèo chết mẹ luôn, vô đây chỉ có ăn cứt đó. Nhưng mà lúc đó thì Trương Lương thì lúc đó đã nói là đất Thục này là cái đất không bao giờ đói được các bạn, tại ngày xưa nó là cái vựa lúa của nhà Tần, giúp cho Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Hoa, đánh chiếm hết 6 nước cũng là nhờ cái đất, vùng đất màu mỡ của vùng Tứ Xuyên, đất Ba Thục này các bạn. Thục ở đây là cái vùng đất Tứ Xuyên, còn từ Ba ở đây là ở đâu bạn? Ba chính là ở trên Trùng Khánh, có cái lẩu Trùng Khánh nữa các bạn. Thì Ba là Trùng Khánh, Thục là ở dưới Thành Đô Tứ Xuyên, thì gọi là Ba Thục, nước Ba Thục là chính là Tứ Xuyên này. Đó. Thì sau khi Lưu Bang đi qua Sạn Đạo, bạn nghe tới cái tích mà lúc mà Lưu Bang với lại Hàn Tín đi qua Sạn Đạo thì đốt bỏ Sạn Đạo các bạn, nghĩa là không quay về lại Hàm Dương nữa, nghĩa là không có ý tranh đoạt gì với Hạng Vũ nữa các bạn. Thì về đất này, đất Ba Thục thì cái đất này rất là hay mà nhiều bạn sẽ không có biết. Thì cái đất Ba Thục này là rất là nổi tiếng, Trung Quốc nổi tiếng về cấu trúc đúng không? Thì riêng cái đất này, Tứ Xuyên này chiếm 75% cấu trúc ở tại Trung Quốc các bạn, nghĩa là trên còn thế giới luôn, cấu trúc là thuộc về Trung Quốc. Và riêng tỉnh Tứ Xuyên này chiếm 75% gấu trúc. Và mình sẽ đi dành cho bạn cái video ở lần sau chứ không phải hôm nay chỉ về nói về gấu trúc. Nhưng mà mình sẽ nói về cho bạn về hệ sinh thái động thực vật ở tại Tứ Xuyên này. Tại sao ra cái lẩu Tứ Xuyên các bạn? Bạn biết đó là ẩm thực Trung Hoa rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, đúng không bạn? Nhưng mà riêng vùng đất Tứ Xuyên này có riêng một cái gọi là người ta gọi là cái trường phái ẩm thực riêng luôn, gọi là trường phái ẩm thực Tứ Xuyên. Đó là lý do tại sao mà Tứ Xuyên rất là nổi tiếng trên bản đồ thế giới. Bạn biết khi quảng bá một đất nước á, ra ngoài thế giới á, cái ẩm thực nó quan trọng lắm. Ví dụ Nhật là sushi, Hàn Quốc là tteokbokki, đúng không bạn? Mì tương đen, còn Việt Nam là phở này nọ, thì Tứ Xuyên chính là lẩu các bạn. Thì riêng cái nền ẩm thực Tứ Xuyên không đã quảng bá cho Trung Quốc rất là nhiều. Và tại sao lẩu Tứ Xuyên lại nổi tiếng thì mình sẽ hiện các bạn sau khi mình thăm Đại Phật này, mình sẽ cho các bạn ăn lẩu Tứ Xuyên và mình sẽ nói cho bạn biết tại sao lẩu Tứ Xuyên lại nổi tiếng các bạn. Tại vì mình cũng mở nhà hàng lẩu mà nên mình cũng có am hiểu về cái đó. Thì mình để dành hôm nay tới Tứ Xuyên mình sẽ nói cho bạn nghe về cái lẩu Tứ Xuyên này.
là khung cảnh đường lên Đại Phật các bạn. Bạn thấy không, rừng cây nguyên sinh. Thì mình nói cho bạn biết là cái rừng cây Tứ Xuyên này, trước khi lên đó mình cho bạn biết luôn á, là tại cái tỉnh Tứ Xuyên này không á, chứa hơn 20.000 thực vật các bạn à. 20.000 thực vật các bạn ở tại tỉnh Tứ Xuyên này, nghĩa là nó chiếm đâu đó khoảng hơn 50% các lượng cây cỏ gì ở tại Trung Quốc. Thì nên nó sẽ có khoảng, biết bạn biết bao nhiêu không bạn? Gần 5.000 loại mà thực vật ngày xưa bạn coi phim Trung Quốc lên núi hái thuốc á, thì hơn 5.000 loại thực vật ở đây có thể làm thuốc được. Và trong đó có hơn 300 loại nguyên liệu để làm được cái lẩu Tứ Xuyên của bạn đó các bạn. Nên đó là lý do tại sao mà bạn sẽ thấy rừng cây rất là nhiều. Và ở đây là đều những cái cây thảo quả thực vật ở chung quanh đây bạn đụng vô đều là thành làm thuốc được các bạn. Đụng vô ngẫu nhiên có thể lấy ra làm thuốc được. Ủa các bạn, mình đang đứng trước cái bức tượng Lạc Sơn Đại Phật đây các bạn. Ui nó to khổng lồ các bạn à. Thì bạn thấy bức tượng Lạc Sơn Đại Phật ông nhìn ra cái dòng sông ở đây. Thì ở đây là người ta nói là hợp lưu của ba con sông. Thì dưới này nước chảy rất là xiết các bạn. Thì bức tượng tổng thể, cái bức tượng này là cao tới 71m các bạn. Thì nó cao hơn gọi là cái tháp Đại Nhạn ở bên mình Rio, bên đường Tam Tạng các bạn. Thì bức tượng này được xây cũng thời nhà Đường luôn. Thì được xây tới 90 năm mới xây xong nha các bạn. Thì to nhất, to cao nhất, bự nhất thế giới luôn. Đây là Phật Di Lặc. Mắt với miệng là bằng nhau, là dài khoảng 3m. Thì mũi dài khoảng là 5m7 các bạn. Tai này dài khoảng 7m các bạn. Tai của Đức Phật dài lắm. Thì nguyên cái đầu bạn thấy không, là dài khoảng gần 15m các bạn. Đầu của Phật dài 15m. Còn thân mình ở dưới này cao khoảng 60m à. Được đục vô cái vách núi này, là cái vách núi này là núi Lăng Vân các bạn. Ngày xưa bạn coi phim Phong Vân bạn nghe câu là nước lên đầu gối Phật các bạn, lửa cháy Long Văn Lăng Vân động à, rồi ngươi sẽ hóa rồng nếu có được Phong Vân à. Thì bạn coi phim đó thì bạn biết rất là nhiều. Thì chỗ này chính là nơi diễn ra cuộc chiến giữa Nhiếp Nhân Vương Quýnh Lộn với lại Hùng Bá các bạn. Là Nhiếp Nhân Vương là ba của Nhiếp Phong các bạn à. Thì đây nhìn những bờ sông này thì người ta tương truyền ngày xưa ở dưới này là ba con sông này hợp lại nó rất là chảy xiết các bạn. Tàu thuyền qua đây là đều bị đắm, bị chết người rất là nhiều. Thì các bạn ba dòng sông này hợp lại chỗ này thì lúc đó là có một nhà sư comment qua đây, mình sẽ nói cho bạn biết là lúc đó là có nhà sư tên là Hải Thông. Nhà sư Hải Thông thì ông đứng trên này ông mới thấy là nước sông chảy xiết quá, với là chắc là có thủy quái dưới này các bạn. Ông mới nghĩ là ông sẽ đục vô bức tượng Phật trong này để ông kiểu như phổ độ chúng sinh, Phật có thể phổ độ chúng sinh làm cho thủy quái hiền hòa đi, rồi người dân qua không bị chết nữa. Thì ông có ý tưởng đó, nhưng mà phải sau đó 20 năm ông đi hóa duyên, là ông đi làm để ông kiếm tiền các bạn. Rồi hóa duyên á thì ông mới kiếm được đủ tiền để ông thuê nhân công tới đây đục vô vách đá này các bạn, để làm bức tượng Phật này. Thì khi bạn biết, khi mà ông đục vô trong vách đá này, công nhân đang đục á, thì đá, đất đá trong bức tượng này nè nó rớt xuống các bạn. Tại núi nó to lắm, mà túi to gì nè, thì đất đá rớt xuống dòng sông dưới này, nó rớt xuống dòng sông dưới này. Cái bên quay là bạn coi đó, thì đá đất nó rớt xuống dòng sông này, nó làm cho dòng sông nó tĩnh lặng đi các bạn. À, giống như bạn bồi thêm đất đá xuống dưới á, thì sông nó tĩnh lặng đi, nó không còn bị chảy xiết như ngày xưa nữa. Bạn thấy không, giờ rất là yên bình bạn thấy không. Thì người ta nói là Phật đã được phổ độ cho cái dòng sông này, thì mọi người sẽ gọi là không còn bị thủy quái giết nữa. Nhưng mà các bạn biết để xây được bức tượng này cũng trải qua rất là nhiều khó khăn, tới 90 năm lận các bạn. Thì các bạn biết khi xây bức tượng này người ta nói là nhà sư Hải Thông bị ông quan tham, ông tới đây ông đòi xin tiền các bạn, xin đểu á. Thì nhà sư Hải Thông mới nói là nếu mà muốn xin tiền ông có đưa đâu, ông móc mắt ông quăng cho nhà quan tham quan các bạn. Thì ông tham quan ông lấy đôi mắt, xong ông sợ quá ông lùi ra, ông rớt mẹ xuống vịt đó, ông chết các bạn. Sau cái đôi mắt nó bay dở ngược lại nhà sư Hải Thông. Thì đó là cái truyền thuyết về là việc là khi bức Phật này các bạn. Ở đây các bạn nhìn dưới đây nè, bạn có thể được đi thuyền dưới này để đi ngắm được bức Lạc Sơn Đại Phật các bạn. Thì bạn đứng đây mà sẽ nhìn rõ hơn, đứng đây thì bạn sẽ nhìn rõ hơn được cái đầu của tượng Di Lặc các bạn. Bạn thấy không, bên cạnh nó có cái hang giống như con phim Phong Vân, bạn thấy không, có cái hang kìa, thấy chưa. Ở trong này rất là nhiều hang nha, tay của Phật dài lắm bạn, dài cái 7m lận các bạn. Đó. Thì bạn nhìn thấy một cái hay nữa là bạn thấy cái đầu của tượng Phật không? Rất là nhiều ô xoắn tóc. Thì tổng cộng ở đây có bao nhiêu các bạn? Thì chỗ này tổng cộng là người ta đếm có tổng cộng là 1021 lọn tóc. Các bạn, cái tóc mà xoắn đó là tướng quý trong Phật giáo nha các bạn, có tổng cộng 1021.
thì bạn nhớ nha, cái số này rất là hay. Thì bạn biết là ở Việt Nam mình á, Hồ Quý Ly là người phát hành ra tiền giấy đầu tiên ở tại Việt Nam mình. Thì chính cũng cái thời là ở tại Trung Quốc này nè, thời nhà Tống năm 1021, tiền giấy đầu tiên được phát hành trên toàn thế giới luôn. Là trên toàn thế giới luôn các bạn. Thì năm 2021 thì được phát hành đầu tiên ở tại Trung Quốc. Trung Quốc là người phát minh ra tiền giấy nha các bạn. Và cũng là tương ứng với số tốc của Đức Phật 1021. Thì bạn nên nhớ thời nhà Tống phát hành tiền giấy lần đầu tiên trên toàn thế giới. Đây các bạn, ước tượng Phật. Đó, cái hướng này là bạn sẽ đi dạy một vòng. Thì lên đây cho bạn coi xíu. Chỗ này thì bạn sẽ thấy rõ hơn các loạn tóc của Đức Phật các bạn. Nhớ nha, 1021 loạn tóc là năm phát hành tiền giấy đầu tiên trên toàn thế giới. Đây chính là nhà sư Hải Thông, người đã có công đi 20 năm hóa duyên để gom tiền xây bức Lạc Sơn Đại Phật các bạn. Thì bên này thì bạn sẽ thấy nè. Đây. Thấy gì chưa bạn? Đây là hang của Hỏa Kỳ Lân, bạn này coi phim Phong Vân chưa? Nước qua đầu gối Phật. Hỏa Thiêu Lăng Vân Động là Hỏa Kỳ Lân trong này nó sẽ chạy ra nữa các bạn. Nếu người rồi người sẽ hóa rồng nếu gặp được Phong Vân. Thì bạn đã coi phim Phong Vân là mình coi từ nhỏ luôn. Ngày xưa bạn biết không, cái phim nó chiếu năm mình học lớp 7, bà mẹ nó cứ chạy đi học về giữa chừng thì mất hết tập các bạn. Coi được buổi trưa thôi. Ở trong này trong Hỏa Kỳ Lân trong này nó chạy ra nữa các bạn. Thì lúc đó là Nhiếp Nhân Vương là cha của Nhiếp Phong bị Hỏa Kỳ Lân cắn bọn quăng vô đó các bạn. Trong đó vô đó là tìm được Tuyết Ẩm Đao thì là của Phong Vân. Sau đó là Tuyệt Thế Hảo Kiếm là của thằng Bộ Kinh Vân các bạn. Hướng trên này là một góc nhìn khác, là bên tay trái của Đức Phật. Đây là bên phía bên trái của Đức Phật các bạn thấy không? Bạn chỉ nhìn được hết cái mình rất là to. Thì đó, từ thân mình này đổ xuống khoảng 60 mét, từ cho cái cổ lên cái đầu là khoảng tầm 15 mét nha các bạn. Ở trong đó có nhiều hang động vách núi lắm, bạn nhìn hướng bên này mình sẽ tự dưới này có hang động cây minh zoom cho bạn xem. Thì ngày xưa là Hỏa Kỳ Lân trong phim Phong Vân là ở trong đó chạy ra các bạn. Hỏa Kỳ Lân nha các bạn. Thì ngày, nếu mà trời mùa hè thì nhiều khi cái đường kia người ta cho bạn đi các bạn. Bây giờ tự nhiên mùa đông nó rào lại cái đường bên nó đi xuống rất là đẹp. Thì nhìn review bạn xem. Thì ở trong đó có nhiều hang động không, bạn nhìn xung quanh rất là nhiều hang động. Thì mình xuống dưới đó mình sẽ quay cho bạn xem rõ hơn. Đó, thì mình nói cho bạn sơ sơ về quá trình xây dựng bức tượng này nữa các bạn. Thì nhà sư Hải Thông á, ổng xây giữa chừng tới nửa tượng Phật thôi. Trên này mình đứng mình cho đây nè. Thì ổng viên tịch các bạn, ổng chết các bạn. Nên bức tượng bị ngừng thi công. Sau đó 10 năm sau thì Tiết Độ Sứ thì mới tới đầu quyên góp, bắt đầu xây tiếp các bạn. Xây tiếp bức tượng nó thì ông Tiết Độ Sứ xây cũng chưa xong. Ông đi về lại kinh thành để ông nhậm chức thượng thư. Thì sau đó bản đi thời gian đó mới xây tiếp nữa. Thì tốn thời gian có 90 năm xây các bạn. Bức tượng này là xây sau cái thời mà tháp Đại Nhạn của đường Tam Tạng 50 năm các bạn. Khoảng từ sau cái đường Tam Tạng đi về lại nhà đường 50 năm thì đâu xây cái bức tượng Phật này. Tới khoảng 90 năm xong mới xây xong. Đó. Rồi, bây giờ theo chúng mình đi xuống dưới. Ui, ở đây có cái chùa đánh bum đẹp các bạn. Thì bạn này bạn thấy sẽ có rất là nhiều rừng che trúc. Thì chắc mình sẽ nói cho bạn nghe sơ sơ. Thì thật sự mình cũng không định nói đâu. Tại vì che trúc này là liên quan tới gấu trúc. Thì mình sẽ dành cho bạn riêng một cái video về gấu trúc ở tại Tứ Xuyên. Nhưng mà gặp chỗ này đường đi xuống Đại Phật có nhiều che trúc quá. Thì các bạn biết từ thời nhà Tống thì người dân đã biết dùng cái loại che nứa này nè để làm cái đường ống dẫn khí. Các bạn ở nhà bạn xài đường ống dẫn khí ga rồi, bạn biết không, bên Mỹ có đường ống dẫn khí ga rồi về nhà đúng không? Thì từ thời nhà Tống các bạn, cách đây hơn 800 năm là họ đã biết dùng những cái ống tre này nè để ống dẫn khí thiên nhiên đi về để xài rồi các bạn biết không? Nghĩa là từ nhà Tống cũng ra rất nhiều thứ, như là Thịnh Đường Phú Tống thì nhà đường nhà Tống nó sinh ra rất là nhiều thứ mà cũng phát minh. Mà từ từ mình sẽ nói cho bạn biết cái điều đó. Đây là đường ống dẫn khí các bạn, thiên nhiên lần đầu tiên xuất hiện ở tại thời nhà Tống bằng tre. Này hướng này nè là bạn đi xuống để coi bức đa các bạn. Cảnh đi xuống rất là thơ mộng các bạn, cây cối tùm lum la nè. Cảnh đi xuống Lạc Sơn Đại Phật đi xuống là lắc léo, và ngày xưa người ta đục luôn cái đây các bạn. Nghĩa là cách đây khoảng 1.300 năm là người ta đục bằng vàng giáo gỗ các bạn, người ta đục cái này nè. Bây giờ là cái đường bê tông cho bạn đi rồi đó. Vừa đủ đi một người à. Vách đá vách núi Trung Quốc nó nổi tiếng về kiểu như khách vô vách đá vách núi đồ nhiều, đường treo leo không ạ. Có dịp mình sẽ review cho bạn những con đường nguy hiểm. Những cái con đường đi đây thì mình lại nhớ tới cái câu của nhà thơ Lý Bạch đã từng nói các bạn. Nhà thơ Lý Bạch nói là gì ta bạn? Thục đạo nan. Nghĩa là đường vào đất thục rất là gian nan các bạn. Thì nhà thơ Lý Bạch thường gọi là thi tiên.
Thì cái vùng đất ở tại Tứ Xuyên này các bạn biết có rất là nhiều nhân sĩ, thi sĩ đến đây rất là nhiều, gồm có là thi tiên Lý Bạch, rồi thi thánh Đỗ Phủ các bạn. Bạn nào ngày xưa học văn có biết cái bài mà bài ca nhà tranh bị lá thu, bài ca nhà tranh bị gió thu phá các bạn. Đó, cũng có nhà thơ Đỗ Phủ, ổng gọi là thánh thơ. Còn Lý Bạch thì có cái bài gọi là Xa ngắm thác núi Lư, mình nhớ không, lâu quá mình không nhớ rõ, nhưng mà có câu là nắng chiếu sông Lô sinh tử yên, giao khang một bố quải tiền xiên. Các bạn nhớ ngày xưa học không, nhớ cái bài thơ của thi tiên Lý Bạch không? Thì nếu có thời gian mình sẽ nói về cho bạn nghe về Lý Bạch với lại Đỗ Phủ này nọ, rất là hay. Đây bạn bức tượng Hồi Sơn Đại Phật đứng ở cái móng chân của ổng luôn nè bạn. Đây là cái móng chân của Đức Phật. Nó to lắm bạn, móng chân này bạn vừa đủ một người ngồi luôn bạn, móng chân á. Ui trời ơi, má ơi ngước lại mà nhìn nè, móng tay rất là to nha, 71 mét lần bạn, cao tới 71 mét lần, trời ơi. Đây là ở dưới nhìn lên các bạn ấy, nhìn nó nghi nga không bạn. Thì Phật tư thế đang ngồi nhìn thẳng ra là núi Nga Mi các bạn. Thì rất là nhiều hang động, bạn thấy không, xung quanh hang động nhiều không? Hang động xung quanh Đức Phật rất là nhiều. To chứ bộ. Đi đi dạo vòng coi thôi các bạn. Chỗ này nè. Ngày xưa bạn coi phim Phong Vân bạn biết rồi, leo lên bàn chân là quýnh lộn bình xe, quýnh từ chân quýnh lên tới đầu luôn. Thì các bạn chân nhìn dài khoảng tầm đâu đó cỡ 20 mét nha các bạn, dài 20 mét. Đây gần đây mọc đầy đủ cây cỏ luôn. Giờ mới thấy được dưới chân Phật là cái gì các bạn, mọc cây cỏ thả quả nè, hoa bốn lá rồi hoa may mắn rất là nhiều bạn thấy không. Nhìn lên thì nói chung là mình review cho sơ bạn coi cái bức tượng Đại Phật lớn nhất thế giới này. Thì tới đây coi không rất là đã mắt các bạn, bự quá trời bự luôn. Ngày xưa mình qua bên Ai Cập có bức tượng Abu Simbel, bức tượng của Pharaoh á, to lắm bao nhiêu. Thì bức tượng Đại Phật này cũng quá trời to, to hơn nữa. Cái bờ sông này người ta nói ngày xưa sóng vỗ ình xèo, bây giờ nhìn nó cũng khá là yên ả các bạn thấy không. Nhìn sông cũng khá là yên ả. Thì đá ngày xưa ta đục á là nó rớt xuống này, xong giờ làm cho dòng sông nó lặn đi bạn. Chỗ này hợp đu của ba con sông mà thấy không, giờ thuyền đi nè. Họ sẽ đi ngang qua họ nhìn. Ở dưới này là bạn sẽ nhìn rõ được Đức Phật, Đại Phật hơn nè. Bạn nào mà thích thì đi cái tour này đỡ mệt hơn các bạn, nhìn được được tượng Phật mà còn không cần phải nó leo như mình. Thì bạn nào ở tại thành phố Lạc Sơn, đây là phố Lạc Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên các bạn, bạn nào ở mấy cái chung cư bên kia đắc địa không bạn? À, biết mình không biết cái view bình thường ở với Sài Gòn là có view là Riverside nhìn sông Sài Gòn không là đã chịu đô đúng không? Còn cái view này là view Lạc Sơn Đại Phật các bạn. Bạn ở chung cư bên kia là bạn nhìn qua được bức tượng bên này thì không biết giá chung cư bao nhiêu. U này cũng én phải không bạn? Trời. Đây là cái tắc lạnh chim đậu luôn các bạn. Này phải là chim yến không bạn? Này giống chim yến ha. Người Trung Quốc ngày xưa quan niệm là chỗ nào mà yến làm tổ thì chỗ đó là phú quý các bạn. Đó, nên Việt Nam mình chơi nhà yến luôn các bạn. Nhưng mà thật sự là mình không biết là phải yến không, nhưng mà làm tổ cho vách đá này nọ thì rất là may mắn á. Thôi giờ chuẩn bị là mình đi kiếm lẩu Tứ Xuyên mình ăn và nói cho bạn nghe xíu về lịch sử ở tại Tứ Xuyên này.
Ok các bạn, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô ăn lẩu Tứ Xuyên rất là nổi tiếng ở tại Tứ Xuyên các bạn. Đây là quán sau lưng mình nè, Suiashi Hotpot vậy nè, do đang xếp hàng chờ các bạn. Thì khu này toàn là lẩu không bạn, nhiều lắm, toàn nhà hàng ở đây toàn là tính bằng 5 là bằng 4. Các bạn thấy quán lẩu đông không ạ? Quán bự đúng không? Đây ăn là mọi món Mexican và menu ra là ok hết các bạn. Yeah. Các bạn mình đang lên lẩu cây Tứ Xuyên nè. Trời ơi, lên món luôn nhanh đó bạn. Quá trời món luôn. Thì đây cho mình chỉ cho bạn coi nè. Đây là lẩu Tứ Xuyên nè các bạn. Ôi siêu cay luôn nè bạn. Ớt quá trời ơi, nguyên gốc nha các bạn. Cái nồi bạn đẹp không? Nhìn như hình rồng các bạn thấy không? Đó, nhìn như nồi rồng đi. Yeah. Dạ, I know. Cô nói kêu là lẩu này cũng quá cay luôn bạn. Rất là cay. Bên này nên mình kêu bên này là một cái lẩu nấm, là nó không cay. Nên là lẩu siêu cay. Này là có mỡ nè, tiêu cay, ớt. Ớt quá trời luôn. Dạ. Ôi dồi. Trong này có tiêu cay Tứ Xuyên nữa các bạn. Dạ. Rớt bớt ra bạn, cay không ăn gì nổi. Rớt đó. Ôi quá trời luôn. Đây rồi, quá trời luôn à. Lên nhanh thiệt luôn á. Đây rồi, nguyên một nồi ớt luôn, múc ra được nguyên một tô ớt luôn là bạn biết cay cỡ nào rồi. Bạn nào ăn cay không được thì có thể rất là mất bạn. Cái tiêu này là tiêu đặc biệt là chỉ ở Tứ Xuyên mới có thôi, gọi là tiêu cay tê lưỡi của Tứ Xuyên các bạn. Đó, nguyên một tô ớt, bớt rồi bớt một tô ớt. Đây bạn ơi, nhà hàng nó nguyên một không gian nó to rộng đông bự lắm bạn. Đó, bạn thấy Tứ Xuyên không, nhộn nhịp chưa các bạn? Thì đây mình sẽ vớt cho bạn coi ít cái một đây là mở nguyên một cục cây nữa bạn. Này đó, ở dưới nè bạn thấy quá trời ớt luôn nè, hai miếng ớt. Ok, đây nữa nè, hai cục luôn các bạn. Nãy mất một tô ớt ra rồi bỏ con cây. Siêu cay luôn. Ok, xe múc bớt ra các bạn. Quá cay luôn. Ok, yeah, don't worry, I'm good. Thì mình kêu ra để review cho bạn xem là cái độ mà nguyên bản nó cay cỡ nào. Nếu mà nấu banh hết cái đống nãy ra là mình nghĩ là té xé lưỡi luôn các bạn. Nguyên một lít luôn. Thì đây nguyên cái nồi, cái men đứng lùi ra sẽ thấy là rất là nhiều món. Nguyên một cái tầng, mình ngồi bên đây là kêu nguyên một cái tầng để nhúng thịt bò, thịt cừu đủ loại các bạn. Thì cái men lại đây cho bạn xem là mình có đồ nêm là tỏi nè, để trên bàn luôn bạn. Rồi ngò, hành. Rồi một lon này là gì ta? Mình không biết này là gì nha. Nhưng mà một lon dầu. Dầu các bạn. Đây là mình có sách bò đồ mấy cái món ăn kèm các bạn. Thì cái view của mình rất là đẹp, camera quay bên đó sẽ có cái view bên đó luôn, là nhìn ra cái con đường đại lộ. Rất là đông, ẩm thực các bạn, street food. Nhộn nhịp lắm. Đường phố đi bộ rồi đúng không? Rồi, mình chỉ chờ soi xíu rồi mình ăn các bạn. Đây. Ok các bạn, nó đã sôi lên rồi, giờ chúng ta sẽ ăn thử
lẩu cây Tứ Xuyên nè các bạn. Thật sự là mình cũng khá là hồi hộp nhìn cái loại lẩu mà nó cay kinh khủng, chịu không nổi. Mình ăn thử cay không? Cũng được các bạn, cũng đỡ đỡ. Đây, đây là dĩa thịt cù. Mình chấm vô miếng lẩu cay Tứ Xuyên thử nó chính gốc của nó cay cỡ này các bạn. Nói về độ cay thì Tứ Xuyên là vô địch nữa các bạn. Si chuẩn, chính gốc. Đây là mình dạt da giảm hết, nãy giờ lấy hết phải hơn 70% lượng ớt ra rồi các bạn. Đây, mình sẽ ăn thử 70% lượng ớt cay ra. Cái nồi này mình giới thiệu cho bạn luôn á, là mình chọn ít cay. Ít cay mà thành gì nữa các bạn. Thử nha, thử nha. Thử cay không? À, cay hiếm mẹ luôn các bạn. Cay dễ mang luôn á. Đùa đâu. Chịu vô nồi bên này là nồi lẩu nấm không cay các bạn. Cái đây là mình mới bỏ vô đây là sách bò nè. Sách bò đen. Thì nước vừa ăn các bạn. Giờ bạn có thể tự pha nước chấm. Bạn sẽ pha kiểu này nè các bạn. Lấy miếng tỏi. Xong rồi miếng hành. Ở bên này họ làm nước chấm theo kiểu này các bạn. Sau đó bạn có thể xịt vô đây. Miếng dầu hào. Phức tạp quá ha. Này là gì? Này là chất xì dầu. Chết mẹ là giấm của nó không. Xong đây. Mình trang miếng này vô hả? Chả biết làm sao luôn các bạn. Đó, đây là kiểu làm Tứ Xuyên nó có hết trên bàn luôn á. Mình đang làm tào lao luôn. Ra cái gì không? Rồi, chấm thử coi ra cái gì không bạn. Như cứt, nói tôi phà như cứt. Ở đây nó nhiều món các bạn, mình rau ria tùm lum hết. Mình có lưỡi vịt, lưỡi đồi, chân vịt đồ nữa nè. Đó, ruột vịt. Hôm nay mình bỏ ruột vịt vô luôn các bạn nè. Ở bên này họ ăn ruột ruột vịt nha các bạn. Đây là cái ruột của con vịt. Đầy đủ nha. Mình cho bạn coi nè. Chả ca, đây là trứng của tôm. Nè thấy không. Còn nhiều các bạn có huyết đó mà. Nè, mình kêu huyết này huyết vịt nè. Huyết vịt ra nữa nè, nhiều lắm. Trong này có ốc heo nữa. Mình quăng tùm lum này hết. Ốc heo hả? À, rồi ốc heo đó các bạn. Nè, có nguyên bộ ốc luôn. Khá là ngon, để chờ nó chín đi. Này cay. Thử cái ruột vịt coi mấy ông. Giòn. Thực thực. Cái ruột vịt đó mình nghĩ bạn phải ăn cái lẩu cay Tứ Xuyên rồi đó bạn, nó ngon hơn. Thì tại sao mình ăn lẩu Tứ Xuyên trong video này để mình review về tỉnh Tứ Xuyên các bạn. Thì các bạn biết là cái nền ẩm thực của Tứ Xuyên nãy mình nói ở đầu video á, nó trở thành một cái trường phái ẩm thực rất là nổi tiếng ở tại Trung Quốc và toàn thế giới luôn. Thì nó rất là nhiều hương vị. Mình nói bạn ở tại tỉnh Tứ Xuyên này không là chiếm phải hơn 75 lượng thực vật ở tại Trung Quốc các bạn à. Hơn 20.000 loại thực vật, hơn 5.000 loại về cây thuốc các bạn, rồi hơn 300 loại về hương liệu. Nên đó, họ rất là nhiều nguyên liệu để làm ra được cái món lẩu, món đồ chiên xào nấu. Vì thế cái nồi lẩu cay siêu chuẩn Tứ Xuyên này á, họ bỏ rất là nhiều hương liệu trong này các bạn. Đặc biệt là hết nguyên liệu cay, cay mà tê lưỡi của Tứ Xuyên á. Nhóm vô đây thử nha. Thì ăn với thịt bò, thịt cù, cái lẩu này ăn thịt bò cù rất là ngon, rất là hợp các bạn. Bạn nào mà ăn cay được thì rất là hợp. À. Đúng thịt bò ăn ngon không? Nó vừa ăn luôn rồi. Nó mặn. Cái này vừa ăn luôn á. Bạn có thể pha vô ăn để vừa ăn.
cho em ạ. Dạ 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 dạ. À đây cô làm nước chấm. Làm nước sốt, tôi làm tào lao cái này không ngon. Giờ cô sẽ làm nước sốt cho bạn xem. À là chế dầu vô. Rồi bỏ hành vô. Này cô đang là bỏ ngò. Tiếp theo là tỏi. À trộn lên. À rồi tiếp theo dầu hào. Xịt dầu hào vô các bạn. À đây giấm. Ok. À giấm. À đây là gì đây? À bột ngọt. Rồi trộn lên. Bột ngọt. À Chào à, trộn lên rồi vậy. Rồi giờ chấm thử nè. Chấm thử các bạn. Đây giờ mình sẽ chấm vô cái nồi mới của mình thử. Cho dầu vô. Rửa bạn. Ok cũng ngon á. Ui giang. Đóng xong. Ngon hơn nữa. Chè miếng này vô. Trộn lên. Trộn lên. Chè chè. Đó. Chè chè. Bỏ miếng măng vô ăn các bạn. Măng. Thì mình nói với bạn á thì mình nói với bạn á, khi quảng bá du lịch một nước nào, một cái địa phương nào thì nên quảng bá là ẩm thực các bạn ạ. Ẩm thực nó sẽ lan truyền rất là nhanh, rất là sâu rộng và người ta nhớ rất là dai. Khi đến một địa điểm nào đó, người ta hay nhớ về ẩm thực rất là nhiều. Như Thái, họ review ẩm thực Thái, rồi Nhật, Hàn, rồi rất là nhiều sushi, tteokbokki. Đi đi. À cho thêm ớt nữa cho đủ cay đi. Ok. À ok ok. Thêm miếng gừng. Cho thêm miếng nào. Dạ. Dạ xì. Cay quá rồi má. Thêm ớt cho nó nằm em. Đây là cái này chỉ nó chấm rồi. Nhìn nó hoành tráng mà. Đây chấm miếng thịt bò rồi. Bò tùm lum đó nè. Không, cái nước này ngon bạn, bạn vớt bớt ớt ra, bạn vớt ớt ra ăn vợ đâu không có cay nữa. Mà nó thơm lắm. Ngon. Tại Tứ Xuyên nó nổi tiếng về hương liệu mà các bạn. Mình nói bạn là hơn 5.000 loại cây có thể làm thuốc, 300 loại làm hương liệu. Ngày xưa là nhà thơ Lý Bạch Đỗ Phủ là tới đây, bạn bạn biết là Tứ Xuyên thì bạn sẽ hỏi là Tứ Xuyên là cái gì. Thì Tứ Xuyên là nơi hợp của bốn dòng sông. Hoặc là bốn của cái lộ các bạn à. Người ta gọi là gì? Xuyên là sông, bạn thì gọi là bốn dòng sông đi cho nó dễ hiểu. Thì Tứ Xuyên ngày xưa là người ta dùng từ gọi là nhập xuyên, chứ người ta không gọi là các bạn đi vào nước xuyên các bạn. Bình thường là bạn sẽ gọi là đi ra Bắc Kinh, đi Thượng Hải chơi Bắc Kinh. Nhưng mà khi vào vùng Tứ Xuyên này người ta gọi là nhập xuyên. Ngày xưa là tại vì đường núi treo leo gập ghềnh các bạn à, đi rất là khó khăn. Thì đi qua coi nhà Đỗ Phủ nói về Lý Bạch này nọ cho bạn xem, để các bạn có nhiều cái nhìn rõ hơn, nhiều chiều hơn về Tứ Xuyên, về văn học ngày xưa các bạn học như thế nào các bạn. Thì ông Đỗ Phủ ngày xưa ổng nghèo các bạn. Lý Bạch thì cuộc sống kiểu như giàu sang dư dả hơn, đi chơi nhiều hơn các bạn, làm vlogger du lịch Lý Bạch các bạn, nên gọi là thi tiên.
Còn Đỗ Phủ thì cấm cuối đi làm, đi thi tới thì lui, rớt tới rớt lui các bạn. Nghèo. Muốn ra làm quan mà đi thi hoài không đậu. Các bạn đi ăn lẩu Tứ Xuyên, nhưng mà tiện đang nói chuyện cái thục đạo nan của nhà thơ Lý Bạch, đồ Đỗ Phủ. Cái tự nhiên mình nghĩ là mình sẽ dẫn các bạn đi tới nơi mà thật là đẹp nhất ở tại thành đô Tứ Xuyên. Thì đây là nhà Đỗ Phủ sau lưng các bạn. Rất là đẹp, cây hai bên là những hàng cây ngân hạnh. Thì đây là cái con đường họ lát gạch theo kiểu như đi bộ vậy mà ô tô vẫn chạy được các bạn. Dọc đây rất là nhiều cảnh rất là đẹp, và đa số người ta sẽ tới đây chụp hình chụp ảnh này nọ các bạn. Thì mình sẽ review các bạn cái thành phố này sau, nhưng hôm nay chúng ta sẽ dẫn các bạn vô coi. Thì bây giờ là nhà Đỗ Phủ vẫn là bán vé vào là 50 tệ một người các bạn, là khoảng tầm 180 một người, hai người là khoảng 360 nha các bạn. Đây là cổng vào nhà của thi thánh Đỗ Phủ các bạn. Các bạn, thì mình đang ở trong khuôn viên của ngôi nhà của Đỗ Phủ ngày xưa bị chiến tranh phá các bạn. Phía bên phải này có vườn trúc rất là đẹp các bạn thấy không, viên giải trúc luôn. Thì đi thẳng vô trong này các bạn. Thì trong này là những cái phòng mà trưng bày, bạn biết là gì trong này các bạn? Nghĩa là cái ngôi nhà Đỗ Phủ này rất là nhiều lãnh đạo của Trung Quốc nổi tiếng đã tới đây các bạn, giống như là Mao Trạch Đông rồi Tập Cận Bình hay là gì, rất là nhiều người mà xưa lãnh đạo của Trung Quốc đều tới đây các bạn. Nè. Này, có Đặng Tiểu Bình nữa các bạn. Này, có Đặng Tiểu Bình rồi Lý Thiếu Kỳ rồi tùm lum rồi la nhiều lắm. Đây là bức tượng của Đỗ Phủ, là thi thánh Đỗ Phủ các bạn ạ. Thì mình nói cho bạn biết luôn á, thì để làm là thánh nhân, bạn biết là làm thánh nhân ở tại Trung Quốc rất là khó các bạn ạ. Không phải là bạn muốn làm thánh nhân là dễ đâu. Giống như là Khổng Tử được tôn làm thánh nhân các bạn ạ. Thì Đỗ Phủ được tôn làm thi thánh, là thánh thơ luôn các bạn. Thì để được làm thánh thì bạn có đầy đủ phải giữa đức và tài. Các bạn giữa cái tài phải có đức thì mới làm được thành thánh được các bạn. Thì ổng là thi thánh, vô đây chút xíu bạn coi thế trong này. Bạn biết là Đỗ Phủ nổi tiếng với một cái câu thơ rất là nổi tiếng là mong muốn có một ngôi nhà hàng trăm ngàn gian để che hết kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ. Đây, họ đang miêu tả là Đỗ Phủ đang đứng giữa là mong muốn có được ngôi nhà trăm ngàn gian để che hết bất cả kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ, là câu trong bài ca nhà tranh bị gió thu phá, bạn học rồi đó các bạn. Đây, miêu tả luôn các bạn. Thì ông chính là thánh thơ. Không, bạn học như thế nào thì trên này họ thờ cái câu nó rất là chuẩn. Thì Việt Nam mình đã dạy cho bạn bài hay nhất của Đỗ Phủ rồi các bạn. Ok các bạn, hiện tại mình đang đứng trước ngôi nhà tranh. Họ phục dựng lại ngày xưa là nhà của Đỗ Phủ bị gió thu phá nè các bạn. Đó, ngôi nhà tranh đàng hoàng các bạn. Thì bạn biết, bạn đọc câu thơ là ngày xưa là gió tháng 8 mùa thu thổi mất cái mái tranh nhà ta, các bạn bay bờ sông, mấy đứa nhỏ nít chạy tới giật cái mấy cái lá tranh của ổng, xong ổng giật không được, ổng tức quá vậy, ổng tức bực mình, ổng kêu nhà dột nát, con cái thì nằm đề hề. Thì ổng mới muốn là mong ước sao mà ổng có cái ngôi nhà mà cái trăm ngàn căn, ngàn ăn các bạn, để mà chi hết kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ, còn nhà ổng dốt nát cháy rét thì sao cũng không sao hết ấy. Cái bài thơ đó là như vậy. Hướng vô nhà của Đỗ Phủ. Coi thử nhà sao nè. Họ dựng lại nhà của Đỗ Phủ ngày xưa các bạn. Nè, đây là phòng khách của nhà Đỗ Phủ. Nhà tranh vẫn có ghế theo kiểu ngồi của Trung Quốc, có bàn con uống trà các bạn thấy không. Hướng qua này thôi, có gì nữa không. Đây là phòng bếp nhà của Đỗ Phủ. Kitchen. Đây. Đúng rồi, đây là phòng này là phòng bedroom, là đây là phòng ngủ của Đỗ Phủ rồi đó. Dừng lại, ngày xưa là cái giường ngủ là nó như vậy nha các bạn. Đó, vòng ở đây, tiếp theo qua đây nè các bạn. Cũng là thêm một cái phòng ngủ của cho con cái của ổng các bạn. Đây, mình nghĩ đây là phòng ngủ cho con cái của ổng, khá là nhỏ nhỏ ngồi học. Đặc điểm của Lý Bạch là rất là nổi tiếng nữa đó, lại bạn là người duy nhất trong thiên hạ mà có thể đi uống rượu tất cả các quán rượu ở trên toàn Trung Quốc ngày xưa thời nhà Đường các bạn, mà không cần phải trả tiền, tại vì tiền nó được trả bằng ngân khố quốc gia của nhà Đường các bạn. Tại vì lúc đó là Lý Bạch đi vô trong cung đi làm, sau đó bị anh họ của Dương Quý Phi, rồi Dương Quý Phi gièm pha, nên Lý Bạch mới từ quan đi về. Thì vua Đường lúc đó rất là buồn, muốn giữ Lý Bạch lại, nhưng mà Lý Bạch phải đi về, muốn đi ngao du các bạn, không muốn làm quan nữa. Thì lúc đó là vua Đường mới buồn quá, mới cho Lý Bạch một cái đặc ân, đó là có thể đi uống rượu tất cả các nơi trong
Trung Quốc và không cần phải trả tiền, trả tiền bằng ngân khố quốc gia, nên Lý Bạch có biệt danh là Lý Chích Tiên. Có nghĩa là Lý Chích Tiên này là người họ Lý mà uống rượu, các bạn uống rượu nhiều quá nên biệt danh ổng là như vậy. Còn Đỗ Phủ là ổng chuyên về thơ văn, về kiểu như là làm về ôi cảnh đẹp quá trời các bạn. Thì Đỗ Phủ ổng là chuyên về làm cái thơ văn nói về đề tài xã hội, thực trạng xã hội, các bạn muốn mong ước là muốn giúp đời giúp đồ, nên Đỗ Phủ là người kiểu như là theo trường phái ở đây gọi là theo Khổng Tử, nên đó là lý do Đỗ Phủ có biệt danh là Thi Thánh. Còn Lý Bạch theo trường phái của Đạo Gia, thì Đạo Gia thì giống như là Lão Tử vậy bạn, nên gọi là Lý gọi là thi tiên. Thì mình nói bạn là có thi Phật rồi thi quỷ nữa các bạn. Thì mình đã nói là Mao Trạch Đông rất là thích đọc thơ của Thi Quỷ. Thi Quỷ Lai thì bạn tự tìm hiểu, mình không có nói cho bạn kỹ trong video này rất là nhiều. Thì mình nói cho bạn về Tứ Xuyên rồi về Lẩu Tứ Xuyên thì trong video này. Thì mình sẽ nói về cái tỉnh Tứ Xuyên này cái đã. Thì nói sơ sơ cho bạn biết là cái tỉnh Tứ Xuyên này á, là một tỉnh rất là đặc biệt các bạn. Bạn không biết đâu, cái tỉnh Tứ Xuyên này lúc trước á, nó là cái tỉnh đông dân nhất ở tại Trung Quốc. Nó đông dân nhất Trung Quốc các bạn, sau đó nó tách Trùng Khánh ra. Thì nó đông dân hơn cái Việt Nam mình các bạn, hơn cả 100 triệu dân lận, sau đó nó tách Trùng Khánh ra. Thì bây giờ dân số của Tứ Xuyên đâu đó khoảng tầm ngang ngang với Việt Nam mình. Thì ngày xưa các bạn biết, trải qua các cuộc thời mà kiểu như là thời nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh á, là cái tỉnh Tứ Xuyên này hay bị thảm sát lắm các bạn ạ. Nên dân số lúc nào nó cũng bị trồi sụp, giảm dân số rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao sau này họ có những cuộc đại di dân từ thời nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh rồi đó, di dân miết tới thời hiện đại luôn. Đó là lý do tại sao mà Trung Quốc bạn biết không, có hơn cả 100 dân tộc anh em trên đất Trung Quốc này nè. Và tỉnh Tứ Xuyên là tỉnh đặc biệt, đó là gì bạn, tập hợp tất cả các dân tộc ở tại Trung Quốc luôn. Nghĩa là tất cả dân tộc Trung Quốc có hàng trăm dân tộc đều dồn vô tỉnh Tứ Xuyên này, đều có đầy đủ, giống như bạn ở Việt Nam á, mày biết dân tộc Tài, dân tộc Thái, dân tộc Ede rất là rất độ. Nếu mà nó dồn hết vô một cái tỉnh đâu có đâu bạn, giống như Ede rất là thì ở miền Trung, rồi dân tộc Tài rồi này nọ, Thái thì ở trên miền Bắc ví dụ vậy. Nhưng mà tỉnh Tứ Xuyên này đặc biệt là gom hết tất cả các dân tộc của ta có tại Trung Quốc ở tại đây. Và thứ hai nữa là tỉnh Tứ Xuyên này nó cũng lúc trước á, trải qua hơn 2000 năm lịch sử, bạn biết là cái tỉnh Tứ Xuyên này nó rất là giàu có, luôn nằm trong những top những cái tỉnh mà giàu có nhất tại Trung Quốc. Nhưng mà sau khi trải qua cái đại nạn đói năm 1959 đến năm 1961 á, thì từ đó về sau là Tứ Xuyên chưa bao giờ là trở thành một cái tỉnh mà là giàu có thuộc top đầu của Trung Quốc nữa các bạn à. Thì nạn đói nó như thế nào, thời đó là thời đài nhảy vọt, rồi chiến dịch diệt diêm xẻ của bên chủ tịch Mao Trạch Đông á, thì mình sẽ không có nói sâu về lịch sử thời cận đại các bạn. Từ đó trở đi là Tứ Xuyên sẽ không bao giờ thành cái tỉnh mà top đầu kinh tế của Trung Quốc nữa, tại vì trải qua nạn đói thì Tứ Xuyên nó chết quá trời luôn mà, chết rất là nhiều. Chính cái đất thục này, người ta có câu á, người xưa có câu là từ cổ chí kim gọi là văn nhân đa nhập thục á các bạn, nghĩa là từ cổ chí kim thì rất là nhiều thi sĩ văn nhân họ đều muốn vào nước thục này. Ba thục các bạn, thục thời của Lưu Bang các bạn, xong tới thời của Lưu Bị này nọ các kiểu rồi đó. Thôi nói chung là mình nói cho bạn sơ sơ cho bạn coi là bạn nào mà thích yêu thơ văn này nọ thì được chứng kiến nhà của Đỗ Phủ bây giờ ra sao rồi. Trong khi tại vì mình rất là thích thơ văn mà lịch sử địa lý mình rất là giỏi, thì bây giờ mới được đặt chân tới nhà của Đỗ Phủ. Thật sự ở đây Tứ Xuyên cũng có cái ngôi đền của Lý Bạch nữa, tại ngày xưa Lý Bạch cũng tới Tứ Xuyên, rồi Đỗ Phủ cũng tới Tứ Xuyên rất là nhiều. Hai người gặp nhau ở tại Trường An, mình review bạn coi rồi, ở trên Tây An các bạn, rồi chén chú chén anh lung tung xe phèn hết. Tỉnh rất là đặc biệt mà Việt Nam mình ít khai thác về du lịch lắm các bạn, đa số khai thác về bên Hàng Châu, Thượng Hải, Tô Châu này nọ rồi Bắc Kinh thôi. Nhưng mà thật sự tỉnh Tứ Xuyên này tỉnh rất là hay, nếu bạn có thời gian thì nên đi tham quan nó, không rừng trúc rừng tre này nọ đẹp không, chứ này họ làm tháp làm đồ tùm lum nữa.